Yo, chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ qua bên Gaming House để xem vào lúc buổi tối hoặc là nửa đêm bên Gaming House sẽ xảy ra chuyện gì, và những người như là Phú Đại, Nagame, Bảnh, rồi Kim Chon, Banda, rồi Hades, Kiên 74, rồi lại là Baka này nọ, để xem buổi tối họ làm cái gì trong Gaming House nha các bạn. Nhà mình ở chung cư nên là phải đánh xe ra khỏi chung cư đã. Thì trong chung cư này á, trẻ em trẻ nhỏ chơi buổi tối rất là nhiều nên là mình phải chạy chậm chậm. Khu vực xung quanh nhà mình rất là nhiều quán ăn, nhưng mà mình lại không thích ăn ở mấy quán này cho lắm, tại vì đồ ăn chẳng ngon xíu nào hết. Đi một đoạn thì đã ra được đường chính rồi nè mọi người. Thì hôm nay là ngày 2 tháng 9, mọi người đi chơi rất là nhiều, đường khá là đông và tấp nập. Thường ngày thì mình qua công ty vào buổi sáng, nhưng mà hôm nay quyết định là ra đường vào buổi tối, nên là nhìn đường xá nó cũng hơi lạ lùng cho lắm. Qua khỏi cái cầu này là sắp tới công ty rồi, nhìn từ xa có mấy tòa nhà chọc trời ở Sài Gòn, làm mình liên tưởng là mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh không à? Wait a minute. Thì mình đang ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mà. Một là mày bị điên. Ok, bây giờ cũng đã tới nơi rồi. Hôm nay không biết làm sao mà Harry lại không bật đèn nữa. Thường ngày là bật đèn sáng trưng luôn, còn bây giờ thì tối thui luôn. Không biết là mấy người kia đang làm gì. Trời ơi, đang chơi đá bét nữa mọi người ạ. Trời ơi, ai đang chơi đá bét đây? Ai đây? Yeah. Như vậy là hôm nay là Bảnh với lại là ông Clear chơi đá bét. Hôm nay đội production cũng chơi đá bét nữa. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào trước, đó là vào phòng Liên Quân. Ui, 8-9 giờ rồi, Liên Vân vẫn còn ngồi đây. Đây là Loki, đang làm gì á? Em đang coi xem clip Halloween mới ra. Còn đây là KA. Hello. Mày quay cái mặt thẳng lại đây làm gì vậy? Đang đắp mặt nạ anh ơi. Đắp mặt nạ. Lúc sao ngồi một góc vậy? Ai bỏ rơi lúc vậy? Hello mọi người. Ai bỏ rơi lúc đúng không? Mọi người bỏ rơi lúc ngồi góc ở đây đúng không? Không có mấy. Lúc rồi. Cái phòng Liên Quân họ đang trên tem với nhau. Đây là Kira. Đó, khá là đẹp trai luôn các bạn. Chưa có bồ nha các bạn. Đây là Toto. Hello, chào mọi người. Toto thì đang xem cái gì? Đang tự sướng à. Ok, bây giờ thì mình sẽ qua bên phòng trên của Free Fire để xem bên phòng trên của Free Fire có cái lồng đèn gì bên đó. Không đóng cửa luôn. Phòng trên Free Fire đây. Đây, á quân 200 cũ đây. Ủa cái gì mà lùm thùm vậy? Đây Baka. Vâng, Baka đang làm gì vậy Baka? Em đang đắp video lên đây. Up video hả? Đây là Banda. Banda đang làm gì á? Giờ này mà hai người vẫn còn làm luôn, 9-10 giờ rồi vẫn còn làm hả? Còn anh. Mấy người kia đâu rồi? Tiền không anh. Mấy người kia đâu? Phú Đại, Nagime, rồi Kim Chon, con chim rồi gì đâu rồi? Ba ca. Ok, mình sẽ lên phòng sau nha mọi người. Sau một mấy cái thang thôi mà bước mệt dữ vậy trời. Bởi vậy làm nghề livestream khổ lắm các bạn. Bây giờ thì mình sẽ vòng vào phòng của Kim Chon. Ui, không có ai hết các bạn ạ. Ui, để mới lạnh luôn chứ. Đâu phòng mía ghê hả? Không có ai trong này hết mà dám để mới lạnh. Đậu phòng đậu xanh, đậu đũa, đậu đen. Ok, phòng Kim Chon không có ai á, hình như đi chơi đâu rồi á. Mía. Còn đây là phòng của Kim 74. Không đóng cửa. Máy tính đang bật. Trong đây coi. Không có ai hết luôn. Chuyện gì vậy? Mọi người ơi. Còn đây là phòng. Surprise motherfucker. Mọi người đâu hết rồi? Na đang lại. Na lại. Đang làm gì đó? Không, anh đi chơi, hôm nay đi chơi mà. Không hẳn rồi. Vô mình thấy nhỏ này đang sợ chim mọi người. Ở lộn, livestream mọi người ạ. Đó, đây là góc phòng của Na. Đây là góc phòng của Na. Ui, có đèn à. Đèn này mượn của ai vậy? Đèn của bên quay phim. Đèn mượn hả? Không, mua một cái đi. Có lại mượn. Đó, đây là Phú Đại đang chỉnh đèn. View phòng Na hơi bị đẹp luôn các bạn ạ. View phòng Na hơi bị đẹp luôn. Chúng ta sẽ coi nè. Chúng ta sẽ kéo cửa ra đi. Cái cửa này khó kéo đi. Hi. Rồi sao? Ủa mở khóa rồi. Chưa chết. Dạ.
Nani? Tao đang mở cửa mà. Hồi nãy. Ủa ơi, tao không mở. Còn cái chỗ ba mà anh. Dở anh vậy thôi. Bả cũng được luôn anh em. Ok. Đó, đây là view phòng nè nha mọi người. Đó. View đẹp không? Đó, xung quanh là nhà, phía dưới coi xe được nha mọi người. Bây giờ thì trong Gaming House chỉ còn lại một mình Phú thôi. Cả nhà đi chơi. Cả nhà đi chơi hết rồi. Bây giờ bọn mình sẽ lên sân thượng. Ê, đừng có đá quái mà anh. Thích đi thang bộ không em ơi? Sao tối thui thế này, bật đèn lên á. Đó, ra ngoài đây bật đèn lên nha mọi người. Cho các bạn xem sân thượng nè. Đây là cái view mới. Đây, Phú Đại đang ngồi một mình thẫn thơ. Còn đây là Heavy. Đó, đây là bữa tiệc mình đã quay rồi. Chắc tới đây mình sẽ lên vlog cho các bạn xem luôn. Bữa tiệc Heavy mừng, chúc mừng một cái view mới. Buổi tối là ngắm, ui đẹp lắm các bạn. Đó, ở đây mình có thể thấy được Landmark 81 nha mọi người. Đây, Landmark 81 nằm đây. Nhưng hơi xa một xíu. Đó. Tìm kiếm khắp Gaming House rồi mà mình không thấy mấy người kia đâu hết. Mấy người kia bỏ tôi qua đây mà mấy người kia đi chơi nha. Tôi sẽ giết. Khi tham quan xong cái khu vực đó chính là sân thượng. Và bây giờ thì mình phải tụi nó về được bạn. Đâu rồi? Tụi đi tìm. Đi tìm. Phòng này không có ai hết. Dạ tụi nó đâu rồi? Ông nạn thiên. Ba ca. Dạ. Mẹ đi đâu giờ mới về? Như em tính em mới chen lên luôn anh. Chen cái gì? Hồi nãy anh vô Hùng Gen gặp em Hùng Gen luôn. Wow. Nãy giờ mình tìm đủ phòng nha các bạn. 303 đây rồi. Tất cả đứng im. Làm gì đây? 12 giờ rồi sao không chịu ngủ? Đang chơi game. Chơi game cái gì? Chơi game. Chơi với gái thì có. Không thể. Mẹ ơi. Đâu? Game đâu? Mẹ ơi. Mình mẹ mới kích con nhỏ kia ra rõ ràng. Như vậy. Thôi mới nè, đâu nhìn đây coi mẹ. Hello người nha. Nhờ đừng có xào mẹ. Phòng 302. Tất cả giơ tay lên. Ở đây đã bị bao vây. Gì đây? Coi phim 7 đúng không? Mẹ. Thôi đi, thằng trong này nữa. Mở cửa ra. Mẹ dám cài bẫy tao đúng không? Sao? Làm gì? Anh đang gọi người nhà. Làm gì hả? Gọi người nhà hả? Người nhà. Mẹ. Anh chào cô. Dạ anh chào cô. Dạ. Ôi cô về Kiên nói chuyện đi. À, còn vô con gặp Kiên một xíu. Đi đâu đây? Anh đi chơi mà thả mèo của ta ra. Con mèo con mèo dễ thương quá à. Ui con mèo cạo gì kỳ vậy? Cạo như mày cờ đó. Ôi con mèo gì kỳ đây? Ai cạo cho con mèo đây? Trời ơi xấu dễ sợ luôn á. Trời ơi. Ui bên đây cũng có con mèo nữa nè. Ờ dễ thương quá à. Ủa cái chỗ này là mình nuôi mèo hay là nuôi người vậy? Nuôi mèo. Mèo. Ui sao giờ sợ tao vậy? Sao mày sợ tao vậy? Anh ơi. Ôi. Thôi tao không diễn tả cái mặt của nó nữa, mặt nó quá xấu rồi. Ui đây con nữa. Ui con gì đây? Con mèo ghẻ gì đây? Trời ơi con kìa. Dead. Damn it. Ui mèo. Đi mèo à. Ui mèo. Ui mèo này da của nó nè các bạn, nhăn nhó. Cái mặt nó nè, con mặt nó nè thấy ghét không? Trời đi nhìn đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon. 12 giờ ở đây chăn mèo à? Chơi mèo nữa. Chơi mèo gì? Ê mở cửa cho tao đi về nữa chứ. Mèo tao không muốn ngủ ở đây. Thôi mèo thúi lắm. Buổi đêm thì mình tham quan thì mình thấy được rằng là buổi đêm 12 giờ chưa có ai ngủ hết các bạn ạ. À. Đầu phòng đồ xanh đồ đũa đồ đen, không biết vì sao mà buổi đêm không ai ngủ hết trơn hết trời. Thôi bây giờ mình sẽ đi về nha mọi người. Về nhà mà ngủ thôi, buồn ngủ quá. À quên,
các bạn nhớ đăng ký kênh của mình và cho cái video một like nếu các bạn cảm thấy like nha. Happy. Buổi đêm á các bạn, trời ở Sài Gòn buồn lắm, rất là buồn luôn. Buồn quá đi, có một mình tôi à, buồn quá.